Bí kíp số 6 đó là khả năng rèn luyện khả năng quan sát. Trong một cuộc bán hàng, kinh doanh, bất kể khi mà chúng ta gặp khách hàng online hay là offline. Offline thì chúng ta biết rồi, chúng ta gặp gỡ ở quán cà phê, ở văn phòng hay là ở một cái chỗ nào đó. Được chưa ạ? Bán hàng online bây giờ ấy, thì chúng ta kinh doanh online rất là nhiều đấy, và chúng ta bán hàng online thì chúng ta đôi khi chúng ta có thể là không nhìn thấy khách hàng, nhưng một cái lời khuyên rất là quan trọng đó là chúng ta nên tìm cách nào đó để nhìn thấy khách hàng, nhìn thấy những cái đối tượng mà chúng ta đang đang bán hàng. Có thể chúng ta mời họ vào Zoom hoặc là video call đó. Đấy là một cái cách rất là nhanh bởi vì thời đại công nghệ rồi. Thế thì mình phải rèn luyện cái khả năng quan sát của mình để làm gì và như thế nào, đúng không ạ? Rèn luyện khả năng quan sát của mình để thứ nhất để xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Ok không ạ? Thế thì tại sao khả năng quan sát thì lại liên quan đến việc mà xây dựng mối quan hệ với khách hàng? Ở cái phần số 3 ấy là chúng ta biết là gì ạ? Là chúng ta phải thu hút các mối quan hệ và bán hàng bằng mối quan hệ. Tức là mình phải xây dựng mối quan hệ trước khi mà chúng ta bán hàng, đúng không ạ? Đó. Và bây giờ thì cái bí kíp này thì nó giúp cho chúng ta biết cách rèn luyện cái khả năng quan sát cực kỳ quan trọng để chúng ta gia tăng cái tỷ lệ bán hàng thành công bằng cách là gì ạ? Thứ nhất, đấy là xây dựng mối quan hệ với khách hàng. À, chúng ta quan sát xem là những cái thứ mà xung quanh của cái người đó ấy, họ đang ở đâu, cái bối cảnh của họ đang là gì, để làm gì ạ? Để chúng ta nói về những cái bối cảnh của họ. Ví dụ họ đang ở một cái văn phòng của họ chẳng hạn, thì trong văn phòng của họ bài trí như thế nào, đúng không ạ? Họ có những cái vật lưu niệm như nào. Ví dụ như này, họ có nhiều cái bằng khen thì chúng ta hãy dạ hãy để ý và khen về những cái thành quả, những cái thành tựu của họ. Nếu họ có những cái câu nói truyền động lực ở văn phòng của họ thì làm sao ạ? Thì chúng ta hãy khen về văn hóa làm việc, hãy khen về gì ạ? Khen về phong cách, về tác phong của họ, hãy khen về gì ạ? Khen về những mối quan hệ xung quanh của họ, khen nhân viên của họ. Ok không ạ? Còn nếu như mà chúng ta nhìn thấy một cái văn phòng nó rất là sạch sẽ, ngăn nắp, chỉnh chu, có trật tự, thì chúng ta khen về quy trình làm việc của họ, đúng không ạ? Khen về kỷ luật của họ, khen về những nguyên tắc làm việc của họ. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì mỗi một người, mỗi một cái nhóm người thì lại sẽ có những cái nguyên tắc làm việc khác nhau, có cái sở thích khác nhau và có cái tư duy khác nhau. Thì cái này mình được học ở trong cái lớp và DISC, đúng không chị em? Đó. Và khi mà chúng ta quan sát ấy thì chúng ta sẽ nhận ra cái người này thuộc nhóm nào và cái người thuộc nhóm đó thì họ sẽ thích làm việc theo nhóm nào, theo kiểu nào, họ sẽ thích khen theo kiểu nào. Đấy. Và quan sát để chúng ta gì ạ? Chúng ta đưa ra cái lời khen, cái lời nhận xét một cách gì ạ? Phù hợp để chúng ta xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Không quan sát thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ là cái người mà bán hàng thiếu tinh tế. Đấy, cho nên là nếu mà anh chị em chúng ta muốn trở thành người bán hàng tinh tế thì bao nhiêu trong số chúng ta ở đây mong muốn trở thành người bán hàng tinh tế thì comment là tôi, Huy, đúng không ạ? Đấy, người bán hàng tinh tế thì comment là tôi. Ừ. Bây giờ mình muốn trở thành người bán hàng tinh tế thì trước tiên mình phải trở thành người gì ạ? Người học trò tinh tế. Đúng không ạ? Người học trò tinh tế là mình phải ngồi dậy bật cam, đấy, ghi chép và học tập một cách nghiêm túc. Đúng không anh chị em? Ừ, nhá. Rồi. Ngoài cái việc khả năng quan sát của mình ra, ngoài cái việc để xây dựng mối quan hệ với khách hàng thì nó có một cái ý nghĩa quan trọng nữa. Đó là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ tận dụng được những cái bối cảnh xung quanh để mà chốt sale, tức là gì ạ? Những cái bối cảnh xung quanh của khách hàng ấy cũng là cho chúng ta thấy là hoàn cảnh của khách hàng cũng như là khả năng chi trả của khách hàng. Nếu mà khách hàng mà đi xe Mercedes, đi Audi, đi Lexus,
đấy, hoặc là gì ạ, mặc đồ hay hiệu, đồ hàng hàng hạng sang, thì đây là một khách hàng có khả năng chi trả, thì chúng ta phải gì ạ, phải chia sẻ theo kiểu khác, đúng không ạ? Còn nếu như mà khách hàng mà ở cái trạng thái mà những cái bối cảnh xung quanh ấy, nó không phù hợp, mình không nói là mình không đánh giá là giàu hay nghèo, bởi vì đôi khi có rất nhiều những ông giàu nhưng mà ăn mặc rất là bình thường. Đấy, cho nên là chúng ta phải tinh tế mới nhận ra được. Có nhiều người đánh giá một cách chủ quan là à cứ nghèo, tức là cứ cứ đi dép lê mặc quần sóc là nghèo, thì cũng không đúng. Cho nên đấy là chúng ta phải quan sát ở cái level cao là như vậy. Đấy, có nhiều người là đánh giá về mặt bên ngoài, cho nên là gì ạ, là đánh giá một cách thiển cận, mặc dù là chúng ta vẫn quan sát, vẫn nhìn, nhưng mà gì ạ, nhưng mà phải nhìn cả về cái gì ạ, cái thái độ này, nhìn về cái thần thái này, nhìn cái sự tự tin này đấy của mỗi người, chứ không chỉ là nhìn vào cái bên ngoài nữa. Đó, để làm gì ạ, để chúng ta đánh giá ra được cái thái độ của họ và cái khả năng mua hàng của họ. Đó, thì Huy có một cái thói quen, đó là mỗi khi mà tiếp xúc với một khách hàng ấy, thì mình thường đánh giá và mình thường quan sát, cũng như là mình thường cảm nhận, sau đó thì mình đưa ra một cái dự đoán, cũng như là một cái gọi là nhận xét sơ bộ với khách hàng. Và sau đó thì trong cái quá trình bán hàng ấy, thì mình sẽ kiểm chứng xem cái dự đoán đấy của mình có đúng hay không. Bởi vì sao ạ? Đây là cách để mình rèn luyện khả năng quan sát của mình, anh chị em. Đấy, mình quan sát à, cái thằng này là có khả năng mua hàng này, có khả năng là gì ạ? Là có tiền này. Đấy, còn thằng này có khả năng là không có tiền. Đó, ví dụ thế. Đấy, sau đó thì sau một thời gian tiếp xúc thì mình sẽ có đầy đủ thông tin để mình đưa ra kết luận. Nhưng mà trước khi mà mình có thông tin, mình đặt câu hỏi, thì đầu tiên là mình phải gì ạ? Mình phải dự đoán trước để làm gì ạ? Để rèn luyện cái khả năng quan sát của mình. Đó. Đúng không ạ? Đấy, vì vậy mà một cái hành động ở đây, anh chị em, khi mà mỗi lần mà chúng ta tiếp xúc với một khách hàng ấy, thì chúng ta hãy rèn luyện bằng cách như sau. Đó là chúng ta hãy tập cách dự đoán khả năng mua hàng của khách hàng này. Đấy, dự đoán xem khách hàng này có phải là người ra quyết định cuối cùng hay không, hay là chỉ là cái người mà gọi là phụ thuộc vào người khác. Việc đầu tiên là chúng ta phải dự đoán trước, chúng ta quan sát, sau đó chúng ta đưa ra đánh giá và đưa ra dự đoán. À, chúng ta dự đoán người này là sẽ ra quyết định một cách nhanh chóng, hay là sẽ ra quyết định một cách từ từ, để làm gì ạ? Để chúng ta điều chỉnh được cái quá trình bán hàng. Ví dụ như này, nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta phát hiện ra cái người này thuộc nhóm C. Đấy, ví dụ như này, là Huy chỉ có cần khoảng độ 3 đến 5 giây thôi là Huy đã quan sát và nhận xét cũng như là dự đoán cái người này nhóm C. Nếu mà người này nhóm C thì mình phải bán hàng theo cách nào? À, chúng ta phải cần cung cấp cho họ nhiều thông tin, nhiều chi tiết, nhiều bằng chứng để họ gì ạ? Họ tin tưởng. Còn cái người nhóm D thì sao ạ? Đi thẳng vào vấn đề lợi ích, lợi nhuận, mục tiêu của chúng ta là gì. Cái người mà nhóm Y thì làm sao ạ? Thì đi đường vòng, đừng nói gì về chi tiết về sản phẩm hết, cũng đừng nói về mục tiêu, mà mình nói về gì ạ? Mình nói về những cái thứ gì mà vui vẻ, những thứ gì ngoài lề. Đấy, nói rằng là gì ạ? Là cái sản phẩm của chúng ta giúp cho họ trở nên nổi bật, trở nên tự tin, trở nên độc đáo như thế nào. Đó, làm cho họ vui thì là họ mua hàng. Đó. Còn những người nhóm S thì sao ạ? Xây dựng những mối quan hệ thân tình. Đó. Xây dựng tình bạn, tình yêu thương, chăm sóc, quan tâm, và cũng là gì ạ? Cũng phải từ từ. Không vội được, không ép được. Những người nhóm S mà ép thì sao ạ? Họ sợ. Người nhóm C mà ép thì sao ạ? Họ ghét. Người nhóm D mà ghét ép thì sao ạ? Thì họ họ cáu. Người nhóm Y mà ép thì sao ạ? Thì họ giận, họ dỗi. Đấy. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta biết được mỗi một cái nhóm người thì chúng ta biết được cách để mà điều chỉnh cái bài bán hàng của chúng ta nó khác nhau. Đó. Vì vậy là hãy quan sát và dự đoán
chỉ trong vòng 5 giây là chúng ta phải dự đoán được rồi, hoặc 5 đến 15 giây là chúng ta phải dự đoán được rồi. Sau đó là sao ạ? Sau đó là chúng ta kiểm chứng trong suốt cái quá trình bán hàng ấy, chúng ta sẽ kiểm chứng xem cái dự đoán của chúng ta đúng hay không. Đấy, đấy là cách để rèn luyện cái kỹ năng quan sát của mình, một trong kỹ năng cực kỳ quan trọng và cực kỳ thành công ở trong gì ạ? Ở trong bán hàng anh chị em nhé. Rồi, tiếp theo đó là kỹ năng gì ạ? À không phải kỹ năng nữa. Đấy, mà đây là một cái bí kíp để mà thành công trong bán hàng, đó là gì ạ? Hãy hãy liều lĩnh. Ở đây họ ghi là liều lĩnh. Nhưng mà thực ra để bán được hàng ấy thì liều lĩnh là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Và chúng ta có thể hiểu được cái phần này, đó là gì ạ? Đó là chúng ta dám nghĩ, dám làm. Liều lĩnh ở đây thì có ý nghĩa là dám nghĩ, dám làm. Có nhiều người khi mà bán hàng ấy thì cứ cứ sợ, có nhiều nỗi sợ quá cho nên không dám làm. Thì thực tế là như này này, thực tế là không phải chúng ta không có khả năng, mà thực tế là chúng ta sợ cho nên chúng ta không làm mà thôi. Có trường hợp này không ạ? Bao nhiêu anh chị em đã từng ngại, đã từng sợ khi chia sẻ một cái điều gì đó, một cái sản phẩm, một cái dịch vụ, một cái giá trị nào đó cho người khác mà chúng ta sợ rằng người ta sẽ không đón nhận, người ta sẽ từ chối, người ta sẽ chê mình, người ta sẽ trách mình, người ta sẽ giận mình, người ta sẽ không chơi với mình nữa. Nếu mà anh chị em đã từng gặp cái tình huống như vậy thì mạnh dạn comment là số 4 này. Những người nào mà comment ấy là những người đấy bán hàng tốt ấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không có sợ. Đấy. Có những người còn sợ còn không cả dám comment nữa cơ anh chị em. Cái này là thực tế, ngày xưa là Huy sợ không dám comment luôn. Bởi vì sao ạ? Comment ông thầy giáo ông ấy ạ. Ông ấy chú ý đến mình, ông gọi tên mình. Ông gọi tên mình sao ạ? Mình đứng lên mình run, mình không biết nói gì luôn. Cho nên sợ không dám comment. Cho nên là gì ạ? Cứ ẩn thân thôi, cứ im để làm sao ạ? Coi như người vô hình. Bây giờ nếu mà chúng ta tiếp tục là người vô hình nữa thì thưa anh chị em là chúng ta có bán hàng được ở trong cái giai đoạn khó khăn này không ạ? Tại sao khi chia sẻ với anh chị em là cái thông tin ở lúc đầu giờ ấy, để chúng ta thấy rằng là giai đoạn này là giai đoạn vô cùng khó khăn của cả nền kinh tế, mà không chỉ ở Việt Nam mà còn gì ạ? Mà còn cả là quốc tế nữa. Được không ạ? Và nếu mà chúng ta không thay đổi, vẫn làm theo cách cũ thì làm sao ạ? Thì rất khó để bán hàng. Và suy thoái kinh tế nó sẽ vào tận giường của anh chị em đấy. Đấy cho nên là bây giờ việc của mình nó là gì ạ? Là liều lên, tức là làm đi. Gọi là đôi khi mà Huy phải nói một số anh chị em mà Huy phải nói là làm bất chấp gì. Bất chấp gì ạ? Bất chấp sự không thoải mái. Bất chấp nỗi sợ hãi. Bất chấp sự không chuẩn bị. Bất chấp là sự từ chối. Bất chấp là có hiệu quả, có thành quả hay không. Việc của mình là làm đi, làm nhiều đi. Muốn giỏi thì phải học. Muốn giàu thì phải phải làm gì ạ? Muốn giàu thì phải, muốn giỏi thì phải học, muốn giàu thì phải comment xuống. Thấy gì ạ? Đúng rồi. Muốn giỏi thì phải học, muốn giàu thì phải làm. Có nhiều người thì cứ học theo kiểu ẩn thân này. Cứ vào học thôi, rồi học vui lắm, học thì đâu có áp lực gì đâu, học thì đâu có gì sợ đâu. Thế mà có đấy. Những cái ông mà ngồi học mà không comment ấy, thì cũng không bao giờ dám mở miệng chia sẻ với cả khách hàng đâu. Hoặc là chia sẻ được, hở ra chia sẻ phát là nó từ chối, phát là rụt vào. Cứ để ý mà xem. Xin lỗi anh chị em, một số anh chị em nếu mà Huy đụng chạm đến một số anh chị em ở trong Zoom Huy chắc chắn là Huy sẽ đụng chạm đến một số anh chị em ở trong Zoom luôn. Thế thì mình có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đấy là mình thay đổi. Lựa chọn thứ hai đó là mình vẫn giữ cái quan điểm của mình, giữ cái tôi của mình và mình nhìn lại xem là mình đang ở đâu, xem cái suy thoái nó vào đến giường của mình chưa, đúng không ạ? Một là mình thay đổi, hai là mình kiểm tra xem cái suy thoái nó vào đến giường của mình chưa, đúng không ạ? Thì anh chị em sẽ lựa chọn là thay đổi
Và khi mà thay đổi ấy, nó sẽ khó khăn, khi mà thay đổi ấy, nó sẽ đau đớn, nhưng mà phải chấp nhận được cái sự đau đớn đấy thì để mà thay đổi. Giống như hôm trước MC Phạm Hằng nhỉ, gọi như là đi tập gym, tự nhiên máu máu nên đi tập gym, đi tập gym về thì sao ạ, đau hết cả người luôn, đúng không ạ Phạm Hằng? Đấy, cô MC xinh xinh gái và duyên dáng đi tập gym thì sao ạ, thì đau hết cả người luôn. Thế nhưng mà gì ạ, là cái việc đau đớn đấy nó giúp cho chúng ta gì ạ, săn chắc cơ thể, khỏe mạnh hơn, cho hình thể mình đẹp hơn, giảm mỡ bụng. Nó có đáng không anh chị em? Đau đớn đấy nó có đáng không ạ? Có đáng không ạ? Đấy. Đấy là lý do tại sao rất nhiều người vẫn chấp nhận đau đớn để mà được một cái hình thể đẹp. Đúng không ạ? Biết là tập là mệt, biết là tập là đau đớn, nhưng mà vẫn dạ, muốn để thay đổi. Đấy. Thì nếu như mà mình không chịu được cái sự đau đớn đó thì sao ạ? Thì thôi, mình vẫn thế thôi, vẫn thế thôi. Chẳng có gì quan trọng cả. Đúng không ạ? Suy thoái thì kệ suy thoái, mình không bị ảnh hưởng là được. Mình là cái người gọi là siêu nhân, cho nên là mình không bị ảnh hưởng bởi suy thoái nó ở đâu, nó không phải của mình. Đấy, ok không ạ? Cho nên là gì? Ở đây cái để mà một cái bí kíp trong cái việc bán hàng thành công ấy, đó là chúng ta phải dám dấn thân, liều lĩnh, dám làm, dám hành động. Và trong cái nền kinh tế thị trường hiện nay ấy, thì không phải là cá to thì nuốt cá bé đâu, mà trong thời kỳ hiện nay ấy, là cá nhanh thì thắng cá chậm. Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì thằng nào nhanh thằng đấy chiến thắng, thằng nào nhanh thằng đấy chiến thắng. Khi mà có một cái cục tiền mà nó rơi ở ngoài đường ấy, thằng nào chạy nhanh nhất thì thằng đấy chiến thắng, đúng không ạ? Rồi khi mà có một cái cơ hội kinh doanh, có một cơ hội để tiếp cận đến khách hàng, mình mà không nhanh, mình mà không chớp thời cơ nhanh thì thằng khác nó chớp mất, có đúng không ạ? Đấy. Và khi đó thì sao ạ? Khi đó thì bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu kiến thức của mình nó vứt đi hết nếu mà mình không hành động nhanh. Đó. Và thực tế chứng minh những thằng nào mà thay đổi nhanh là thằng đấy chiến thắng. Thằng nào mà làm nhanh thằng đấy chiến thắng. Đặc biệt một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam. Nếu mà nói về doanh nghiệp tư nhân hàng đầu ở Việt Nam thì theo anh chị em đấy là Huy nói đến ai ạ? Huy nói đến tập đoàn nào? Tập đoàn tư nhân hàng đầu ở Việt Nam. Tết Nguyên đán cận kề nhưng kinh doanh xe cũ vẫn điều hưu cảnh. À, đúng rồi. Anh chị em thấy Vin xây nhà có nhanh không? Làm xe có nhanh không? Tất cả đều là những kỷ lục. Nếu mà anh chị em nghiên cứu về Vin, Vin xây cái nhà gì ạ? Vitexco 86 tầng cao nhất Việt Nam. Thời gian kỷ lục. Đấy. Chỉ trong vòng 2 năm, trên 2 năm. Rồi là gì ạ? Chưa bao giờ sản xuất xe hơi. Nhưng mà gì ạ? Xây từ khi mà xây dựng bắt đầu khởi công nhà máy xe hơi cho đến khi xuất xưởng xe hơi cũng chỉ có 2 năm thôi. Và nó là kỷ lục trong toàn bộ lịch sử ngành xe hơi thế giới. Chứ không phải là ở Việt Nam, bởi Việt Nam thì chưa có nhà máy nào sản xuất xe hơi giống như vậy. Và thế giới có hàng trăm năm, có rất nhiều công ty, rất nhiều hãng xe có hàng trăm năm về kinh nghiệm về xây dựng những cái nhà máy sản xuất xe hơi vô cùng lớn ở trên thế giới, nhưng cũng chưa từng có thằng nào mà từ khi mà khởi công cho đến khi mà xuất xưởng xe hơi chỉ trong vòng chưa đến 2 năm giống như là Vingroup. Tốc độ làm việc của Vin cũng như là công ty cũng như ban lãnh đạo chính là gì ạ? Chính là cái một trong những cái bí kíp để khiến cho họ thành công. Khi mà tốc độ mà làm việc nhanh thì dẫn đến điều gì ạ? Dẫn đến là hiệu quả kinh tế tăng, dẫn đến là khả năng quay vòng vốn nhanh, dẫn đến là niềm tin của những cái người đầu tư gia tăng. Tuy nhiên nhanh nhưng mà nó phải chắc chắn. Rất nhiều người nói rằng là gì ạ? Làm nhanh thì thường là ẩu, làm nhanh thì thường là chất lượng không cao.
Nhưng mà Vin đã chứng minh cho mọi người thấy rằng nhanh nhưng không hề ẩu, nhanh nhưng mà chất lượng không hề kém. Họ phá vỡ được cái nguyên tắc mà rất nhiều người suy nghĩ như vậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có rất nhiều những cái công trình xây dựng ở Việt Nam ấy, anh chị em thấy là gì ạ? 10 năm mà vẫn không xong, thậm chí có những công trình xây dựng 20 năm mà vẫn không xong. Đặc biệt là những công trình liên quan đến những đầu tư của nhà nước. Có đúng không ạ? Đấy, và Hà Nội thì sao ạ? Không vội được đâu. Nó cứ gì ạ? Nó cứ ì ạch như vậy đấy trong vòng bao nhiêu năm trời. Và khi mà có một cái công ty mà nó làm ngược lại, làm trái đi cái quy luật bao nhiêu năm trời mà được nhà nước, chính phủ chúng ta gì ạ? Chúng ta xây dựng lên một cái văn hóa là cứ từ từ ấy, thì làm sao ạ? Thì họ thành công. Họ thành công chỉ đơn giản là gì ạ? Nó họ làm nhanh hơn so với thằng khác. Mỗi thế thôi. Đúng không ạ? Cho nên là nếu mà chúng ta muốn tạo ra sự đột phá, sự khác biệt so với phần lớn những người khác, những người còn lại, thì chúng ta phải suy nghĩ nhanh hơn và phải áp dụng nhanh hơn, phải làm nhanh hơn. Đáng ra chúng ta định là gì ạ? Để dành khách hàng này cho năm sau thì năm nay làm luôn đi. Đúng không ạ? Đừng để dành nữa. Đừng tiết kiệm nữa. Làm luôn. Cho nên ở đây ấy, đó là có một cái hành động, đó là hãy bắt đầu từ những cái việc nhỏ. Bởi vì sao ạ? Chúng ta muốn hành động, muốn nhanh, muốn liều lĩnh thì muốn gì ạ? Muốn gọi là dám nghĩ dám làm thì hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Tại sao ạ? Để rèn luyện cho cái kỹ năng gọi là hành động nhanh. Khi mà chúng ta bắt đầu từ những việc nhỏ thì chúng ta sẽ giảm thiểu những cái rủi ro. Bởi vì rất nhiều người không dám hành động nhanh, bởi vì sao ạ? Bởi vì họ sợ những cái rủi ro có thể gặp đến. Ví dụ như là mình ra quyết định mà mua một cái sản phẩm hay là mua một cái đầu tư cái gì đó vài tỷ thì mình sẽ cân nhắc đặt lên đặt xuống đúng không ạ? Thế thôi, bây giờ mình rèn luyện từ những cái nhỏ đã. Từ cái việc mà mua cái áo, mua cái quần, mua một cái đồ vật gì đó thì làm sao ạ? Mình mua nhanh này, quyết định nhanh này, để mà gì ạ? Rèn luyện cho mình một thói quen. Và tất cả mọi thứ nó đều là thói quen. Quan sát cũng luyện là thói quen, đúng không ạ? Hành động nhanh cũng là một thói quen. Và chúng ta làm sao để chúng ta xây dựng cái thói quen là hành động nhanh thì chúng ta sẽ có lợi thế trong kinh doanh và chúng ta sẽ có khả năng chiến thắng. Được chưa ạ? Rồi. Cái bí kíp tiếp theo đó là gì ạ? Bí kíp gọi là tự vấn. Rồi, tự vấn đó là gì ạ? Xác định xem ai có lỗi trong cái vụ mua bán không thành công. Thì thông thường chúng ta mỗi khi mà chúng ta bán hàng không thành công thì chúng ta sẽ đổ lỗi là tại khách hàng, rồi là tại bối cảnh, rồi là tại lý do này, tại lý do kia, rồi tại thị trường, rồi là tại đối thủ, rồi tại giá cả, rồi tại sản phẩm, rồi tại công ty, rồi tại chính sách, rồi tại rất nhiều thứ. Đúng không ạ? Thì sau mỗi một cuộc mua bán hàng thì thực ra ở đây là chúng ta rèn luyện, chúng ta rèn luyện cả việc mua hàng và rèn luyện cả việc bán hàng, đúng không ạ? Thì chúng ta tự vấn xem đó là gì ạ? Là chúng ta không bán được hàng bởi vì chúng ta có bí kíp siêu đẳng, hành động nhanh, quan sát tốt thì chúng ta vẫn không bán được hàng. Thế thì cái lý do mà chúng ta không bán được hàng là ở đâu? Được chưa ạ? Thì có hai cái lý do phổ biến, đấy là lý do là khách quan là ngoại cảnh và lý do chủ quan là bản thân mình. Thì có hai cái luồng tư duy. Tư duy thứ nhất đấy là đổ lỗi hoàn toàn cho ngoại cảnh và không hề đổ lỗi, không hề nhận ra cái lỗi của mình. Thì cái lý do à cái tư duy đầu tiên này là gì ạ? Là không đúng. Cái tư duy thứ hai đó là gì ạ? Đó là tự trách móc bản thân, tự đổ lỗi cho bản thân. Đấy, và nói rằng ui chắc mình không làm được đâu, chắc mình không có duyên bán hàng, chắc mình bán hàng kém, chắc là mình ngu lắm, chắc là mình không có duyên, chắc mình không không giỏi, rồi là chắc người ta ghét mình, chắc là thế này, chắc là thế kia. Thì làm sao ạ? Thì đấy cũng không đúng nhỉ. Đổ lỗi hoàn toàn cho khách hàng, cho thị trường hoặc là đổ lỗi hoàn toàn cho bản thân mình thì đều là không đúng. Thế nào là đúng ạ? À, cái đúng là như này này. Cái đúng đó là mình tự vấn đó, mình đặt ra câu hỏi là mình đang
sai ở đâu, mình đang không đúng ở đâu. Và câu hỏi tiếp theo đó là mình có thể làm gì để tốt hơn. Nếu mà quay trở lại cái lúc đó thì mình sẽ nói câu gì để tốt hơn, hoặc nếu mà quay trở lại lúc đó thì mình sẽ đi theo quy trình như nào, mình sẽ hành động như nào để tốt hơn. Tức là gì ạ? Là chúng ta nhận trách nhiệm. Nhận trách nhiệm với đổ lỗi là khác nhau anh chị em nhé. Nhận trách nhiệm để tìm ra giải pháp để lần sau chúng ta không mắc cái lỗi đó nữa. Còn đổ lỗi thì làm sao ạ? Thì khiến cho mình thui chột đi, khiến cho mình sợ hãi, khiến cho mình đau khổ, khiến cho mình mệt mỏi, và nó phá hủy cái cảm xúc của mình. Cho nên nó gì ạ? Nó không đúng nếu mà chúng ta gọi là nhận lỗi về mình, sau đó là gì ạ? Là chúng ta gì ạ? Chúng ta cảm thấy tội lỗi, thì cái đấy là không đúng, không bao giờ đúng hết. Mà nhận trách nhiệm đó là gì ạ? Tôi chính là người chịu trách nhiệm cho cái việc bán hàng nó thành công hay không thành công. À, mình kiểm tra xem cái khả năng quan sát của mình đã tốt chưa, cái năng lượng của mình đã tốt chưa, cái niềm tin của mình đã tốt chưa, đúng không ạ? Đấy, rồi là cái kịch bản bán hàng của mình đã tốt chưa. Đấy, cái việc mà xây dựng mối quan hệ của mình với khách hàng đã tốt chưa, mình đã nói chuyện với người ta để xây dựng cái mối quan hệ thân tình chưa. À, nếu mà chưa thì nếu mà mình được làm lại thì mình sẽ làm thế nào, đúng không ạ? Thì đấy là cái quá trình tự vấn sau mỗi một cái buổi bán hàng. Và cái điều này là cái điều mà Huy thường xuyên làm anh chị em ạ. Huy thường xuyên làm cái việc này. Mỗi khi mà chúng ta bán hàng xong ấy, thì cái việc mà chúng ta rèn luyện cái khả năng quan sát ở trong cái quá trình bán hàng, và chúng ta dự đoán trước cái khả năng, thì là một cái câu chuyện. Nhưng mà sau khi mà bán hàng ấy, nếu như mà Huy đi với cả những cái người nhân viên bán hàng hoặc những người đồng đội khác của Huy ấy, thì Huy thường sẽ hỏi họ là em nhận xét như thế nào về cái quá trình bán hàng này, em nhận xét như thế nào về cái người này, cái người này có khả năng mua hàng hay không. Đấy là cái đầu tiên, đấy là xây dựng, kiểm chứng cái khả năng quan sát của mình. Cái thứ hai đó là gì ạ? Mình có thể làm gì để tốt hơn. Đó. Đấy. Và đấy là cách để Huy rèn luyện cho đội nhóm của mình. Nhưng về chính bản thân Huy, Huy cũng tự đặt cho mình câu hỏi, mình có thể làm gì tốt hơn. Nhiều khi mình vỗ đầu, chết mẹ rồi, ngu quá, đáng ra mình không nói câu đấy, đáng ra mình phải nói câu này, thì nó sẽ gia tăng lên cái gọi là khả năng chốt sale, đúng không ạ? Nhưng mà dù mình có dự định nói câu nào chăng nữa thì cái kết quả nó đã hiện ra rồi, và mình không thay đổi được kết quả đó. Nhưng chúng ta có thể thay đổi kết quả của những gì ạ? Của những lần tới. Và cái lần này thì nó đã khép lại rồi, đừng có đau buồn với nó. Chúng ta lấy nó là bài học, lấy nó là gì ạ? Là kinh nghiệm. Để làm gì ạ? Để lần sau chúng ta làm tốt hơn. Chúng ta không phải là ngồi đấy ngậm nhấm nỗi đau, xong nó đau buồn, xong nó không dám chia sẻ, không dám làm việc tiếp. Và có rất nhiều người sau khi bị từ chối thì nhìn thấy ai cũng thấy họ từ chối mình. Nhìn thấy ai cũng thấy là gì ạ? Họ chuẩn bị từ chối mình. Và khi mà mình nghĩ rằng họ sẽ từ chối mình thì sao ạ? Thì đúng là họ sẽ từ chối mình, bởi vì cái niềm tin là họ không mua hàng của mình thì sẽ dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến kết quả là họ không mua hàng. Đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Hãy tự vấn để tìm ra giải pháp, để học được những cái bài học, để sau này mình làm tốt hơn. Chứ không phải là tự vấn để tự đổ lỗi cho bản thân mình hay là đổ lỗi cho người khác. Rất nhiều người thì đổ lỗi cho nhân viên bán hàng, đổ lỗi cho khách hàng, đổ lỗi cho này kia, thì nó cũng không đúng. Mặc dù là chúng ta quan sát, chúng ta đánh giá, chúng ta biết được khách hàng ở giai đoạn nào, và khách hàng họ không có tiền mà mình cứ cố gắng để mình chốt sale cho họ thì làm sao? Là lỗi của mình. Khách hàng nhóm D mà mình cứ đi lòng vòng, mình không đi thẳng vào vấn đề thì đây là lỗi của mình. Xong mình bảo tại cái thằng đấy nó nóng tính, xong rồi tại cái thằng đấy nó không có tiền, tại thằng đấy nó không hiểu. Thì nó không hiểu thì mình không nói cho nó hiểu được thì là lỗi của mình, đúng không ạ? Rồi tại thằng đấy nó không chịu nghe thì nó không chịu nghe, bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã không nói ra những cái thứ mà nó muốn nghe. Nó không chịu nghe bởi vì mình đã không xây dựng được mối quan hệ thân tình với nó. Thì cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng là vấn đề là của mình, đúng chưa ạ?
Và vấn đề của mình thì mình nghĩ xem này, là mình có thể làm gì để tốt hơn, mình nên làm gì tiếp theo nếu mà mình quay trở lại ở cái lúc đó, mình nên làm gì nếu như mình gặp cái trường hợp tương tự như vậy. Đấy, thì đấy mới là lúc mà mình tự vấn và mình sẽ giúp cho mình bán hàng tốt hơn mỗi ngày, giúp cho mình thành công hơn mỗi ngày, và không bị gì ạ, không bị cái tình trạng là nỗi sợ hãi nó đeo bám và nó phá hủy mình. Ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy điều này là rất hữu ích, cần thiết thì comment là gì ạ? Là hữu ích được không ạ? Comment là hữu ích chú Huy. Và đây là cái điều Huy thường xuyên làm, Huy làm hàng ngày luôn anh chị em. Huy cũng phải bán hàng chứ anh chị em. Huy không phải là cái người mà đào tạo lý thuyết suông đâu anh chị em ạ. Huy là cái người thực chiến. Tất cả những gì mà Huy đào tạo là Huy đều làm hết, chứ không phải là bảo anh chị em làm mà Huy không làm đâu. Huy đều làm, Huy làm nó hàng ngày luôn, đúng không ạ? À, cái cuốn sách này thì Huy đã đọc rồi, nhưng mà lúc mà đọc lại mình thấy là gì ạ? Mình so sánh lại thì mình thấy là mình đang làm đúng như vậy, mình đang làm đúng như vậy, cho nên là mình cảm thấy rất là thích. Rồi, cái hành động ở đây anh chị em đó là sau mỗi một cuộc bán hàng thì chúng ta hãy ngồi lại suy nghĩ lại và chúng ta tự vấn xem, đặt những câu hỏi. Đấy, đó là gì ạ? Mình nói sai chỗ nào và mình nên sửa như nào? Nếu mà quay trở lại lúc đó thì mình sẽ nói cái gì? Và nếu mà lần tới mình gặp cái trường hợp tương tự như thế thì mình sẽ làm gì? Đúng không ạ? Ok nhé. Rồi. Cái bí kíp số 9 đó là gì ạ? Đó là chứng minh. Đấy. Bí kíp số 9 là chứng minh. Thì với cái nội dung ở đây đó là một sự chứng nhận ấy, thì bằng cả trăm lần trăm lời thuyết phục. Như vậy là gì ạ? Mỗi khi mà chúng ta bán hàng, chúng ta kinh doanh, bán bất kể một cái sản phẩm gì thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy chia sẻ cho khách hàng những cái nhận xét của khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm. Anh chị em thấy mà bây giờ mình mua hàng trên Shopee, Tiki, Lazada ấy, thì chúng ta thường làm gì ạ? Chúng ta thường đọc cái gì ạ? Đọc cái nhận xét của những khách hàng mà đã từng mua sản phẩm, đúng không ạ? Đó. Và đôi khi chúng ta ra quyết định mua hàng bởi vì cái số sao và cái số comment mà họ gì ạ? Họ chấm đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta không biết cái người bán, cái uy tín của họ đến đâu. Bắt buộc chúng ta phải dựa trên những cái người khách hàng họ đã mua hàng. Và đấy là cái thế mạnh của những cái trang thương mại điện tử. Bởi vì sao? Bởi vì nó giúp chúng ta biết được những người mua hàng họ nói gì về người bán hàng. Và người bán hàng làm sao ạ? Không có xóa, không có sửa được những cái comment đấy. Kể cả một sao cũng không sửa được, trừ khi là khách hàng đó họ sửa. Cho nên những người bán hàng bắt buộc phải gì ạ? Phải bán hàng thật. Bắt buộc phải chăm sóc hàng thật tốt. Để làm gì ạ? Để có được cái gì ạ? Cái điểm số chấm cái sao ấy, với cái gì ạ? Với cái những cái nhận xét. Những cái đấy có quan trọng không nên anh chị em nào mà đã từng mua hàng hoặc bán hàng trên Shopee, Tiki, Lazada thì anh chị em thấy rằng cái việc đấy có quan trọng không ạ? Cái việc mà số sao cũng như là số điểm ở trên các cái trang thương mại điện tử có quan trọng không ạ? Đấy. Cực kỳ quan trọng luôn anh chị em. Kể cả là cái shop đấy nhá, là gì ạ? Cái giá của nó cao hơn. Nhưng mà sao ạ? Cái số lượng đánh giá nhiều cộng với cả số sao cao thì làm sao ạ? Thì vẫn được ưu tiên mua hàng. Cái chỗ mà giá rẻ nhưng mà không có người mua hoặc không có người nhận xét thì làm sao ạ? Thì mình sợ, mình run. Bởi vì mình mua làm sao ạ? Hên xui, nó bán hàng nhái hàng giả cho mình thì sao? Lúc mình phản ánh nó không chịu ấy cho mình sao? Bây giờ lập một cái nick Shopee nó cũng dễ, đâu khó đâu. Đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Là có khi là nó bán cho một một lượt khách hàng nó bỏ nó lập shop khác. Đó. Cho nên là khi mà chúng ta bán hàng cũng vậy. Chúng ta hãy đưa ra hãy kể cho khách hàng những câu chuyện, những cái nhân chứng, hoặc là chúng ta có thể mời những cái nhân chứng, hoặc là quay video những nhân chứng cho nó gửi cho khách hàng xem, hoặc là chia sẻ cho khách hàng những cái nhân chứng, những người đã mua hàng, mua sản phẩm của chúng ta. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là chúng ta cũng bắt đầu mua hàng từ cái việc mà
nghe những nhân chứng họ kể câu chuyện của họ, họ đã sử dụng sản phẩm và họ đã cảm thấy sung sướng, họ cảm thấy tuyệt vời, họ đã cảm thấy thay đổi như thế nào. Bao nhiêu anh chị em đã từng mua hàng bởi vì mình nhìn thấy những cái nhân chứng, nghe được những câu chuyện thì comment xuống là tôi đúng không? Comment là tôi, nếu anh chị em đã từng mua một cái sản phẩm gì đấy, kể cả là đắt tiền hay là rẻ tiền, nhưng mà chúng ta mua thông qua chúng ta cái niềm tin, chúng ta nhìn thấy những người khách hàng họ đã mua và họ gì ạ? Họ nói về những cái sự thay đổi khi sau khi mà họ sử dụng cái sản phẩm mà chúng ta mua ấy. Đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta suy từ mình ra thì khách hàng của mình nó cũng như vậy. Khách hàng của mình họ cũng sẽ mua hàng từ những cái gì ạ? Từ những cái câu chuyện của những cái người đã trải nghiệm sản phẩm, đã sử dụng sản phẩm đó. Ngoài cái việc mà chứng minh bằng những cái tài liệu, bằng những con số, bằng những cái chứng nhận, bằng những con dấu, thì xin thưa với anh chị em bây giờ là những cái tài liệu, những con dấu như vậy thì bây giờ ấy, là những người thông minh ấy, thì họ không còn quá quan tâm nữa đâu. Giống như là ngày xưa đi xin việc thì phải có bằng cấp, nhưng mà thực tế bây giờ ấy, anh chị em đi xin việc bây giờ cái bằng cấp không quan trọng nữa, anh chị em không có bằng cấp vẫn có thể xin việc bình thường. Tại sao ạ? Bởi vì bây giờ nó là thời đại thực tế, thực chiến. Nó không phải thời đại mà xin việc rồi là lên bậc bằng bằng cái việc mà có bằng cấp nữa. Nó không đánh giá bằng cái gọi là cái ảo đấy nữa. Mà bây giờ nó phải bằng thực tế, thực chiến. Đúng không ạ? Đó. Rồi có những cái trường hợp là ví dụ như là những cái giấy về an toàn thực phẩm này kia, hoặc là những cái giấy chứng nhận của những cái cơ quan ấy, thì thực tế là nó chỉ mang tính chất nó là tương đối thôi. Tức là mình chẳng có cái niềm tin nào, mình chẳng có biết tin vào đâu ấy, thì mình mới phải bám vào những cái niềm tin như thế. Mình nói ví dụ anh chị em này nhỉ nhé, là giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đi, thì cứ cho như là nó làm đúng quy trình nhé, không có tiêu cực gì nhé, thì bên cơ quan gọi là cục an toàn thực phẩm đi, họ xuống cái cơ sở của mình, họ kiểm tra, họ đánh giá và họ gì ạ, họ cho phép chúng ta hoạt động và cho chúng ta một giấy chứng nhận, ok chưa? Nhưng mà họ chỉ đến nước có một lần thôi, lần sau họ có đến đâu. Và lần sau nữa rất nhiều lần chúng ta đi ăn ở quán phở đi, quán phở đấy nó trưng ra một cái giấy gọi an toàn thực phẩm đi, đúng không ạ? Nhưng mà mình nhìn thấy là gì ạ, ở dưới bếp nó bẩn như ma, vẫn có giấy an toàn thực phẩm như bình thường. Tại sao ạ? Bởi vì nó giống như kỳ thi ấy, mình thi xong là xong đó. Họ đến họ kiểm tra xong là xong, còn sau đấy làm như nào ai kiểm tra đâu, đúng không ạ? Làm sao biết được an toàn hay không, thực tế có an toàn hay không thì mình phải nhìn bằng mắt, thử bằng miệng, thì gọi là phải trải nghiệm thực tế, đúng không? Nhìn cái quán đấy khách đông lườm lượp thì chứng tỏ khách đấy làm ăn uy tín, chứ không phải là nhìn vào cái giấy an toàn thực phẩm nó treo trên tường. Anh chị em đi ăn phở, anh chị em có để ý xem là nó có treo cái giấy thực phẩm an toàn thực phẩm ở trên tường không? Cái hàng nào phải treo cái giấy an toàn thực phẩm ở trên tường thì mình mới ăn, còn nếu mà không có giấy an toàn thực phẩm thì mình không ăn. Hay là mình đi ăn ấy, mình xem là quán nào mà đông khách thì mình vào ăn, đúng không? Bao nhiêu anh chị em là tìm quán nào mà đông khách thì mình vào ăn. Đông khách là gì ạ? Nó nhiều nhân chứng, đúng không ạ? À, nhiều nhiều người ăn chứng tỏ là gì ạ? Là quán này ngon, đúng chưa? Đấy, có hai quán cạnh nhau, quán một quán vắng tanh không có khách rất đẹp, với một quán đông nghìn nghịt khách xếp hàng. Bây giờ anh chị em cũng xếp hàng để ăn hay là sang cái quán vắng tanh này không có khách hàng để cho là gì ạ? Ăn đỡ phải xếp hàng. Mà hai quán này mình chưa từng ăn bao giờ. Anh chị em vào quán nào? Quán đông khách đúng không? Đúng rồi, thông thường tâm lý là như vậy. Mà chẳng may mà có bị lừa thì sao ạ? Thì không phải một mình bị lừa, cả đội bị lừa. Đúng không anh chị em? Nói vui vậy thôi. Rồi. Đấy, cho nên là gì ạ? Là chúng ta hãy biết cách tận dụng những cái nhân chứng. Đó là lý do tại sao ấy, khi mà cuối các cái buổi chương trình đào tạo Zoom gà gáy ấy, thì MC hay có hỏi nhận xét của anh chị em ấy.
thì tất cả nhận xét của anh chị em sẽ được ghi nhận lại để làm gì ạ? Để phục vụ trong cái việc mà truyền thông, cũng như là phục vụ trong cái việc mà chia sẻ cái rung cả gáy cho những người khác. Đây này, rung cả gáy sau khi mà nghe đào tạo thì là gì ạ? Những cái người mà được nghe đào tạo họ nhận được cái giá trị gì, họ đã chia sẻ như này. Đó. Ở những cái lời cảm ơn của anh chị em đều được ghi nhận, đều được chụp lại và gửi lên để truyền thông. Anh chị em có biết điều này không? Một số anh chị em biết đúng không ạ? Đấy, một số anh chị em không biết đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên thì tất cả những cái comment của anh chị em đều được ghi nhận. Đấy là gì ạ? Đấy là nhân chứng này. Đấy là bằng chứng dành cho những người nào ạ? Những người mà họ không vào Zoom họ nghe. Họ không vào Zoom họ nghe, họ đọc cái comment của anh chị em ấy. Thì họ xem ạ, họ có cảm hứng để lần sau họ vào. Bao nhiêu anh chị em biết điều này ạ? Bao nhiêu anh chị em biết ý nghĩa của cái việc mà anh chị em có comment cảm ơn chủ giảng, cảm ơn MC, cảm ơn ekip ở cuối chương trình là vô cùng quan trọng và cần thiết cho gì ạ? Cho lần sau, nếu mà chúng ta muốn còn có lần sau thì chúng ta gửi lời cảm ơn không phải để cho lần đấy mà để cho lần sau. Cái lời cảm ơn của chúng ta ấy, là không phải cho ngày hôm nay mà để cho ngày mai. Bao nhiêu anh chị em thấy là cái sự phản hồi của mình là vô cùng quan trọng thì comment là gì ạ? Là phản hồi chứ gì ạ? Anh chị em không thích thì anh chị em comment là không thích. Để làm gì ạ? Để ekip rút kinh nghiệm, để ekip biết là gì ạ? Là cần phải cải tiến, cần phải cải thiện cái gì. Đấy chưa ạ? Còn anh chị em không phản hồi thì ekip không biết là phải chỉnh sửa cái gì. Đúng không ạ? Ekip không biết là phải thay đổi cái điều gì. Đó. Và sau đó thì mình lại cứ trách ekip là phục vụ không chu đáo, làm không tốt, chia sẻ không hay, ABC. Đó, chúng ta phải phản hồi. Đó. Phản hồi có thể là phản hồi trực tiếp, có thể phản hồi gián tiếp, chứ không nhất thiết là chúng ta phải comment phản hồi ngay 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 trong giờ học hoặc là ngay cuối giờ học. Bởi vì đấy là cái phép lịch sự, đúng không ạ? Và có nhiều người lịch sự là không phản hồi và không comment, cũng không phản hồi luôn. Đấy. Thì lịch sự thì sao? Lịch sự là tốt, nhưng mà lịch sự quá thì nó thành là gì ạ? Là khách khí, lại thành là gì ạ? Lại xa cách, lại không xây dựng được mối quan hệ với nhau. Đó. Vì vậy cái việc phản hồi, cái việc comment của anh chị em nó vô cùng có ý nghĩa. Nó ý nghĩa với những cái chủ giảng, và ý nghĩa với MC, và ý nghĩa với những người đang học, và ý nghĩa cả những người không học. Được không anh chị em? Đó. Đấy là cái phần thứ 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 9. Cái phần thứ 10 đó là gặt hái. Cái phần thứ 10 nó gặt hái. Đó là gì ạ? Nếu bạn bán được hàng, bạn có thể có được một khoản hoa hồng. Nhưng nếu bạn kết bạn với ai đó, điều này giúp bạn kiếm được một món hời. Bạn không kiếm tiền từ việc kinh doanh, mà bạn xứng đáng có được món tiền đó. Nếu đơn thuần mục đích của bạn là giúp đỡ khách hàng chứ không phải nhắm mục tiêu tăng doanh thu, bạn có thể phá vỡ bán kỷ lục bán hàng ở công ty. Hãy giúp họ sản xuất và kiếm lợi nhuận, như vậy bạn mới bán được hàng. Việc này sẽ đem đến cho bạn những khách hàng trung thành và ghi nhận những giá trị của bạn. Đó. Thế thì chúng ta hãy ngẫm lại xem cái quá trình bán hàng của mình. Chúng ta thực sự đang bán hàng hay chúng ta đang xây dựng mối quan hệ với khách hàng? Chỉ khi nào chúng ta thực sự muốn xây dựng mối quan hệ với khách hàng thì chúng ta sẽ gì ạ? Bán hàng thành công, và chúng ta sẽ phá vỡ tất cả những kỷ lục bán hàng chỉ bằng cách là gì ạ? Là tập trung vào xây dựng mối quan hệ thay vì tập trung vào bán hàng. Thay vì tập trung vào doanh số thì tập trung vào gì ạ? Gìn giữ mối quan hệ với khách hàng. Hãy làm mọi việc để gì ạ? Để khách hàng yêu quý chúng ta, để thích chúng ta, để làm bạn với chúng ta, để tin tưởng chúng ta. Hãy cho họ những cái sản phẩm tốt nhất, với giá tốt nhất, với gì ạ? Với cái cung cách phục vụ tốt nhất. Và quá trình bán hàng bắt đầu được xảy ra sau khi khách hàng chuyển tiền. Quá trình bán hàng bắt đầu được diễn ra sau khi khách hàng chuyển tiền. Tại sao lại nói như vậy? À, mình phải thuyết phục sùi bọt mép nên khách hàng mới chuyển tiền đúng không? Mới ký hợp đồng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà gì ạ?
Nhưng mà quá trình bán hàng thực sự diễn ra sau khi khách hàng chuyển tiền. Tại sao như vậy? Có rất nhiều người lúc mới đầu khi mà khách hàng chưa chuyển tiền thì chăm sóc, rồi vuốt ve, rồi chia sẻ, rồi là gì ạ? Khen ngợi, rồi rất nhiều những cái chiêu trò, rồi rất nhiều những cái gọi là chiến thuật. Nhưng mà sau khi bán được hàng cho khách hàng rồi sao ạ? Thì lơ đi, chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm gì ạ, chẳng thèm để ý. Có đúng không? Cho nên cái việc mà chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng cũng nằm trong quy trình bán hàng anh nhỉ? Quy trình bán hàng thì bao gồm cả quy trình chăm sóc khách hàng luôn. Cho nên là khi mà chúng ta bán hàng ấy, kể cả sau khi bán hàng xong ấy, thì chúng ta phải nhớ một cái bí kíp, nhớ một cái điều đó là gì ạ? Liên tục gia tăng giá trị cho khách hàng, nó gọi là add more value for customer, tức là gì ạ? Liên tục tặng quà, liên tục gia thêm tăng thêm cái giá trị cho khách hàng. Không chỉ bán hàng nữa mà mình phải giúp cho khách hàng hiểu được cái sản phẩm, sử dụng được cái sản phẩm và thích cái sản phẩm đấy. Và đồng thời là gì ạ? Là trao thêm giá trị bằng cách này hay cách kia. Ví dụ Huy khi sau khi Huy bán hàng ấy, thì Huy bắt đầu là gì ạ? Có những cái chương trình chia sẻ miễn phí giúp cho khách hàng hiểu hơn về cái sản phẩm. Rồi sẽ có những cái quà tặng tặng cho khách hàng. Đặc biệt cái dịp Tết này anh chị em thấy là rất nhiều người bắt đầu là mua những quà tặng để tặng khách hàng đúng không ạ? Mùng 8 tháng 3 rồi Trung thu rồi Noel rồi Tết Tây rồi Tết ta đúng không ạ? Rồi sinh nhật khách hàng đúng không ạ? Đấy. Thì là những cái dịp mà mình sẽ tặng quà cho khách hàng. Thế thì tặng quà gì để phù hợp với cái sản phẩm, phù hợp với tiềm năng của khách hàng. Khách hàng mua một cái sản phẩm giá trị nhỏ mà bây giờ mình bán cái sản phẩm mà cái lãi của mình nó ít quá ấy, thì mình sẽ không quan tâm được việc chăm sóc khách hàng, có đúng không anh chị em? Cái lợi nhuận của mình nó ít quá ấy, tức là mình cạnh tranh về giá, gọi là sát giá luôn, mình tiết kiệm một cách hết sức luôn đấy. Tức là thằng kia nó bán 100.000, mình chỉ bán là gì ạ, 50.000 thôi, thì mình không có cái chi phí để mình đưa vào trong cái việc chăm sóc khách hàng, để xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Nếu mà mình cứ chăm sóc khách hàng thì làm sao ạ? Thì mình không có lãi, mình lại đem tiền đó mình đi tặng khách hàng ấy. Đấy, cho nên là chúng ta gì ạ? Là không tập trung vào vào cạnh tranh bằng giá, mà cạnh tranh về cái việc mà gì ạ? Xây dựng mối quan hệ. Đúng chưa ạ? Và khi mà chúng ta có mối quan hệ thì chúng ta sẽ bán được hàng tốt hơn và khách hàng họ sẽ trung thành với chúng ta hơn. Đó. Đấy, cho nên là một cái bí kíp trong cái việc mà bán hàng đó là xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Mình đưa khách hàng vào trong những cái nhóm và mình bắt đầu là gì ạ? Tiếp tục gia tăng giá trị cho khách hàng, tặng quà rồi chia sẻ những thông tin hữu ích cho khách hàng. Đó. Và khách hàng họ vẫn nhận được những thông tin của mình, họ vẫn giao tiếp với mình. Mặc dù là giao tiếp một chiều thì vẫn là gì ạ? Vẫn là họ đang giao tiếp với mình anh chị em nhé. Mình vẫn hiện diện xung quanh khách hàng, và khi mà khách hàng họ có những cái vấn đề họ phản ánh ý, thì họ vẫn biết họ tìm ai và họ biết là gì ạ? Liên hệ với ai, họ biết là mình đang gì ạ? Mình đang chăm sóc họ, mình tặng quà cho họ, họ có thể nhận hoặc không nhận nhưng họ cũng ghi nhận là mình đã có mong muốn, có ý tặng quà cho họ. Cái thái độ, cái cách mình tặng quà quan trọng hơn cái giá trị cái món quà mà mình tặng đó. Cho nên là ở cái phần này nó phần là chăm sóc khách hàng hay là xây dựng cái mối quan hệ với khách hàng sau khi bán hàng và sau khi quá trình khách hàng mua hàng, thì cái điều này là vô cùng quan trọng và đây là một trong những bí kíp cực kỳ gọi là quan trọng để trở thành người bán hàng thành công. Cho nên đừng chỉ bán cái món hàng đó là xong, mà bán món hàng đấy là mình phải gì ạ? Tiếp tục xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng, yêu thương khách hàng, giúp đỡ khách hàng, đúng không ạ? Thì đấy mới là người bán hàng thành công.